Vua Gia Long và Người Pháp Tác giả Thụy Khuê Chương 16 Phần 1 Con số người Pháp trong quân đội Nguyễn Vương Có bao nhiêu người Pháp trong quân đội Nguyễn Vương? Đó là một câu hỏi mà chúng ta có thể tìm thấy nhiều lời giải đáp khác nhau tùy theo vị trí, quan niệm và mục đích của người trả lời. Vì vậy, phải tìm cách phân tích và nhận định để thử tìm ra một con số gần gũi với sự thực hơn cả. Đại Nam liệt truyện trong bài viết về Bá Đa Lộc ghi công trạng của bảy người. Về đồ đệ của Bá Đa Lộc có những tên Mạn Hòe tức Manuel, Đa Vật chỉ Dayot hoặc Chonor, Vanier tức Vanier, Olivier tức tên là Tín, Mở Ngoặc Olivier de Pimanel đóng ngoặc, và Lê Văn Lăng tức de Forkant đều là những người nước Phú Lãng xa, Còn tên Gia Đố Bi, tức Santiago và Manoe hay Emmanuel đều là người nước Ifanyo. Khi trước Đa Lộc tiến mạn hòe có thể dùng được trải bổ làm khâm sai, cai cơ, coi đội trung nông, mở ngoặc trung khuông, đóng ngoặc. Năm nhâm dần 1782, Tây Sơn vào lấn gia định. Các tướng chống lại, bày trận ở sông Thất Kỳ, thuyền giặc thừa cơ có gió xông vào trận, quân ta đều rút lui, mạn hoè một mình, đi chiếc thuyền lớn Tây Dương bọc đồng cố sức đánh, giặc bốn mặt vây đánh. Mạn hoè tự liệu không thoát, bèn tự đốt mình chết. Sau truy tặng hiệu nghĩa công thần, được liệt vào thờ ở đền hiển trung ở gia định. Gia Đố Bi và Ma E cũng theo đa lộc xin gắng sức theo làm việc. Năm Quý Mão 1783, Sai vượt biển sang Lã Tống, mở ngoặc Luzon, đảo lớn nhất của philippines chỉ thủ đô Manila, đóng ngoặc. Cầu giúp binh, giữa đường gặp binh thuyền của Tây Sơn bị giết chết. Đa vật, Vanee, Lê Văn Lăng và Olivi, bốn người ấy theo đa lộc từ Tây Dương tới Gia Định, xin ở lại làm thân bộc, đều bổ làm cai đội. Đa vật cho tên là Trấn, Vanee cho tên là Thắng, đều cho họ là họ Nguyễn trải theo đánh dẹp trên hai chiếc thuyền lớn là Long Phi, Phượng Phi, rồi làm đến trưởng cơ, minh mạng năm đầu, vì già xin về nước, vua y cho. Lê Văn Lăng làm trưởng cơ, Olivier làm đến vệ quý vệ ban trực hậu quân thần sách, mở ngoặc liệt truyện, tập 2, mục từ Bá Đa Lộc, trang 506-507, đóng ngoặc. Nhà sử học và văn bản học Trần Kinh Hòa trong bài giới thiệu Quốc sử Di Biên của Phan Thúc Trực có nhận định sau đây về thực lục và liệt truyện. Những quyển nội dung rất đầy đủ nhất, thu lượm được sự kiện lịch sử được nhiều nhất thì là thực lục chính biên kỷ thứ hai, tức đệ nhị kỷ, mở ngoặc, thực lục triều minh mệnh, đóng ngoặc. Rồi đến thứ hai là kỷ thứ nhất, tức đệ nhất kỷ, mở ngoặc, thực lục dưới triều Gia Long, đóng ngoặc. Sau đó đến thực lục triều Thiệu Trị và Tự Đức, mở ngoặc, Trần Kinh Hòa, Quốc sử Di Biên, Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin 2009, trang 12 đóng ngoặc. Thực vậy, khi so sánh với các tài liệu gốc phía Pháp, thực lục và liệt truyện có độ chính xác rất cao. Tuy nhiên, trong đoạn văn mà chúng tôi vừa trích dẫn trên đây, trừ đoạn viết về mạn hòe, những câu khác có nhiều sai lầm. Tại sao? Xin tạm giải thích. Câu về đồ đệ của bá Đa Lộc có những tên mạn hòe tức manuel đa vật chỉ dayot hoặc chenor vanee tức vanier Olivier tức tên là tín mở ngoặc olivier de pimanel đóng ngoặc và lê văn lăng tức de focant thực ra trong những người này chỉ có mạn hòe là đồ đệ của bá đa lộc còn về đa vật chữ này chắc phiên âm chữ dayot người được vua trọng vọng nhất nhưng vì y làm đám tàu trốn đi từ năm 1795, các sử thần đã dùng chữ này để chỉ Shuno, người đến sau thay thế Dayot. Trong ba người còn lại, Vanee tức Vanier, Olivier tức Olivier de Pimanel và Lăng tức de Focant, thì Vanier đến từ Pondicherry, nhận chức cai đội ngày 27 tháng 6 1790. De Focant không biết từ đâu đến, chỉ thấy xuất hiện trên thư của các giáo sĩ khoảng 1800 và được lái tàu bằng phi Riêng Olivier de Pimanel tình nguyện binh nhì khởi hành cùng với bá Đa Lộc và Hoàng Tử Cảnh từ Lorient trên tàu Riyadh ngày 27 tháng 12 1787. Tàu này sau khi ghé Pondicherry để giám mục và hoàng tử lên bờ sẽ đến Côn Lôn từ 15 đến 19 tháng 9 1788. Tại đây, Olivier đảo ngũ và ở lại. Vì vậy, chỉ có mình Olivier de Pimanel có thể coi là đã nghe lời vị giám mục đến giúp nguyện ánh, nhưng theo thư y gửi cho gia đình thì y đến đây tìm của. Tuy nhiên hoặc Bá Đa Lộc nhận họ là đồ đệ của mình để giới thiệu với vua hoặc Bá Đa Lộc là cha đỡ đầu cho tất cả những người pháp đến Nam Hà, vì thế mà các tác giả liệt truyện coi họ là đồ đệ của Bá Đa Lộc. Còn gia Đấu Bi và Mano -e, tức Santiago và Emmanuel. Hai giáo sĩ Franciscan năm 1783 về phi luật tân định cầu viện cho Nguyễn Ánh bị Nguyễn Nhạt bắt nhưng không bị giết sau được thả về. Nhưng trong một thời gian dài, giám mục Bá Đa Lộc không biết tin tức của họ nên tưởng họ bị giết. Mở ngoặc thư Bá Đa Lộc gửi Descouverier ngày 5 tháng 12 1783 theo Lerny trang 76-81 đóng ngoặc. Vì vậy, liệt truyện đưa tên họ vào danh sách những người tử nạn vì giúp vua. Tóm lại, liệt truyện chỉ ghi tên những người đã theo vua đến chiến thắng hoặc bị chết trong chiến trận hay vì nhiệm vụ. Con số là 7 người, những người bỏ đi hoặc phản bội, không được ghi tên. Tài liệu của Louvre Trong cuốn La Cochinchine Religious, quyển 1, Paris 1885 của Louis Eugene Louvet, phần chứng từ Louvet tìm được bảy văn bằng cai đội vua ban cho. Dayot, Philippe Vagnier, Julien Girard de Selle Theodore Lebrun, Jean-Marie Despiot, Louis Guillon và Guliox. Và thư sai phái có ghi chức cai đội của ba người. Barisi Januaro Phượng mở ngoặc người bồ hỏi chấm đóng ngoặc và Gibson mở ngoặc người Anh hỏi chấm đóng ngoặc. Tổng cộng là 10 người Âu chính thức có văn bằng còn lưu lại. Những văn bằng này làm theo một kiểu mẫu giống nhau, cùng ghi ngày 27 tháng 6 1790. Nội dung thay đổi chút ít tùy theo phận sự từng người. Vậy có thể hiểu đã có một buổi lễ vào vào ngày 27 tháng 6 1790, vua cho những người này nhậm chức và tuyên thệ. Vì không có bản dịch từ nguyên bản chữ Hán, chúng tôi xin dịch lại bản đã được dịch sang tiếng Pháp, có ghi là do Pimanel dịch, in trong La Cochinchine Religious của Louvre, thí dụ văn bằng của Dayot được viết như sau. Văn bằng do vua Nam Hà cấp cho Dayot hay Dagot Hoàng thượng xét sự trung thành và nhiệt tâm trong công việc của Jean marie Dagot, quốc tịch Pháp, người đặc biệt chú ý đến thiện chí mà y đã chứng tỏ khi đến từ rất xa để phục vụ trong ngành thủy binh của người. Hoàng thượng xét thấy y xứng đáng được chọn và với văn bằng này cấp cho y chức khâm sai cai đội quản chiếu tàu nhị trích trí chí lược hầu, quản chiếu hai tàu Đồng Nai và Le Prince de Cochinchin. Hoàng thượng hy vọng khi thời cơ đến, Jean Marie de God sẽ kịp thời chứng tỏ lòng can đảm và trí thông minh để điều khiển các tàu được giao phó và nghiêm khắc áp dụng quân lệnh. Y sẽ xứng đáng được tin cậy. Nếu vì lỗi không làm tròn nhiệm vụ quan trọng này thì y sẽ bị nghiêm trị theo luật pháp. Ngày thứ 15, tuần trăng thứ 5, năm cảnh hưng thứ 51 tại Sài Gòn, ngày 27 tháng 6, 1790. Văn bằng cấp cho vania có câu Với văn bằng này, cấp cho y chức cai đội Trấn Thanh Hầu Giao cho y quản một trong những tàu của Hoàng thượng là tàu Đồng Nai Dưới quyền điều khiển và phải tuân mọi lệnh của Jean Mary Daigot Chỉ huy phân khu có tàu này Văn bằng cấp cho Iesele có câu Với văn bằng này, cấp cho y chức cai đội Long Hưng Hầu Giao cho y quản chức tàu Le Prince de la Cochinchine dưới quyền điều khiển và phải tuân mọi lệnh của Trung Mary Dagot, chỉ huy phân khu có tàu này. Trong văn bằng cấp cho Le Brun có câu, Hoàng thượng sẽ thấy tài năng của Theodore Le Brun, quốc tịch Pháp, với văn bằng này. Cấp cho y trước khâm sai cai đội thanh ngoai hầu, quản chiếu, việc công thự. Như vậy, trong bảy văn bằng chỉ có Dayot và Lebrun là được trước khâm sai, tức là cao hơn những người khác một bực. rồi chúng ta sẽ thấy Dayot trốn đi vì làm đắm tàu và Lebrun bỏ đi vì không làm được công việc kỹ sư mà anh ta đã nhận. con số 369 người của Alexis Fure, Alexis Fure trong cuốn Messu Pinu de Bihane sẽ dẫn là Fure, mục chứng từ trang 235-249 đã làm một số việc sau đây. 1. Kê khai tên các tàu Pháp hoạt động ở vùng biển Ấn Độ và Trung Hoa trong khoảng 1785-1790, gồm có 12 tàu Resolution, Venus, Dryad, meduse Subtile, Astri, Duc de Charter, Necessaire, Romadere, Pandor, Mulet và Mazarin. 2. Ghi tên họ và chức vụ, những người bị đuổi hoặc đào ngũ trên những tàu này. Tổng cộng 369 người. Mở ngoặc trang 248, ghi 369. Trang 210, ghi 359. Nhưng 369 đúng với số tổng cộng, đóng ngoặc. 3. Ghi hải trình của những tàu này trong 5 năm. Mở ngoặc 1785, 1790, đóng ngoặc. Qua hải trình được ghi lại, ta thấy chỉ có ba tàu Riyad, Meduse và Pandor là ghé Việt Nam thường xuyên. Các tàu còn lại làm dịch vụ ở vùng khác. Vậy mà Fure tổng kết như sau. Tổng cộng, những mất mát trên các chiến dịch của các tàu là Resolution 33 người, Venus 54, mươi 21, Meduse 126, Subtile 48, Astri 15, Duc de Chartres 1, Necessaire 16, Dromedaire 4, Pandor 31, Moulet 12, Mazarin 8, tổng cộng 369. Như thế, theo con số ghi nhận và vai trò của họ trong thủy thủ đoàn của 12 tàu trên đây, thì con số thủy thủ Pháp đã bỏ hiệu kỳ để theo giám mục Adran đến Nam Hà là 369. Nhưng, còn phải thêm vào danh sách trên đây. Một phần lớn thủy thủ của tàu Revanche, Esperance, Ariel và Flavi năm 1794 cũng bị giải giới ở Macau để khỏi bị Anh bắt. Họ cũng đi qua Nam Hà với vũ khí và hành lý. Trong số này có một sĩ quan, Cherno mở ngoặc, Jean-Baptiste đóng ngoặc, ở trên tàu La Flavie. Đến muộn, cũng không kém phần hữu ích cho cuộc tranh đấu mà ông đã theo đuổi đến cuối đời. Mở ngoặc Fure trang 48 đóng ngoặc. Như trên chúng tôi đã nói, trong 12 tàu trên chỉ có 3 tàu là có dịch vụ ghé qua Việt Nam. Còn những tàu kia hoạt động ở những vùng khác trên Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương thì làm sao những người đào ngũ trên các tàu ấy có thể đến Việt Nam được? Không lẽ họ đi bộ hay bơi tới Việt Nam để theo giám mục Adran để tổ chức quân đội Nam Hà trăng nhưng chưa hết con số 369 dưới mắt Fure vẫn chưa đủ, còn phải kể thêm cả thủy thủ, đoàn của bốn tàu bị giải rơi nữa, thành ra bao nhiêu? Đó là lối lập luận của Fure. Do kỹ danh sách và chức vụ của 369 người này, ta thấy một bác sĩ giải phẫu Dominic Desperes ở tàu Pandor và một phụ tá giải phẫu Pierre George Old tàu Moulet. Còn tất cả chỉ là hạ sĩ, thủy thủ lính tình nguyện làm các công tác khác. Một người tên Magon de Medin là đại quý hải quân, đào ngũ từ tàu Pandor nhưng không thấy tên trong số những người được nhận chức cai đội ngày 27 tháng 6 1790 và cũng không thấy dấu vết ở đâu cả. Tuy nhiên, Fure vẫn đưa Magon de Medin vào danh sách các sĩ quan được bá Đa Lộc chọn cùng với Pimanel, Lebrun, Guillaume, Guilox, Tadive, Malespin, Dayot, mở ngoặc Fure, trang 210 đóng ngoặc. Trong danh sách 369 có 3 người sau này sẽ nổi tiếng. Olivier de Pimanel, tàu Dryad, tình nguyện binh nhì. Trước có từ 15 tháng 12 1787, đào ngũ ở Paulo Condor, tức Côn Đảo, ngày 19 tháng 9 1788. Theodore Lebrun, tàu Meduse, tình nguyện binh nhất, chức có từ 1 tháng 1 1789, số ma cao ngày 13 tháng 1 1790. Jean Baptiste Chenot, tàu sắp tình nguyện binh nhì, mở ngoặc, chức có từ mùng 1 tháng 7 1787, được hứa sẽ lên binh nhất tháng 12 1787, đóng ngoặc. Nhưng sau đó đổi sang tàu Flavie, và năm 1794, tàu này bị giải giới ở Macau, Chenot không thuộc dạng đào ngũ, ông không được tàu Flavi cho lên chức sĩ quan nhưng vì sau đức con ông ghi lại trong hồi ký chúng tôi sẽ nói rõ việc này trong chương viết về Schorno vì những người lính này đều thuộc diện lính tình nguyện nên chúng ta cần tìm hiểu thế nào là lính tình nguyện lính tình nguyện những người đến Nam Hà được biết đến đều thuộc dạng lính tình nguyện mở ngoặc volunteer đóng ngoặc vậy trước hết lính tình nguyện là gì Fourier định nghĩa những lính tình nguyện trong thủy quân thời trước là những thanh niên, con nhà khá giả, trình độ học vấn tự do, thích viễn du, lên tàu nhà nước làm lính ăn ở trên tàu, được trợ cấp mỗi ngày một franc để trả tiền ăn. Những người lính tình nguyện này sau một thời gian đi tàu qua những cấp bậc liên tiếp, có thể tiến đến chức học viên hay chuẩn úy thủy quân với tư cách sĩ quan. Danh sách thủy thủ tàu Riyadh xếp Olivier de Pimanel vào loại đào ngũ là không đúng vì lính tình nguyện thời đó không bị buộc phải tại ngũ trong thời gian hạn định đã đi giao kèo có thể bãi theo ý muốn của người lính tình nguyện nếu anh ta không nợ nần gì nhà nước ta sẽ thấy sau này lính tình nguyện Lebrun bỏ tàu ở Macau cùng trong một điều kiện mà không bị coi là đào ngũ trong danh sách thủy thủ mở ngoặc Fure chú thích 2 trang 199 200 đóng ngoặc Thực ra Lebrun bị xếp vào danh sách đào ngũ hai lần. Một lần trên tàu Venus, mở ngoặc Fure trang 241 đóng ngoặc và một lần trên tàu Meduse mở ngoặc Fure trang 243 đóng ngoặc. Fure không đọc kỹ hồ sơ do chính ông thiết lập. Thấy ý nghĩa mơ hồ của câu trình độ học vấn tự do do Fure đưa ra, chúng tôi vào Internet website của Hải quân Pháp tìm định nghĩa Volunteer de la Marine thì thấy ghi Từ 17 đến 26 tuổi không bắt buộc bất cứ trình độ học vấn nào. Vậy Fure đã biến câu Aucun nuvio scholar and Requis thành I and on instruction liberal để dễ thăng những người lính tình nguyện binh nhì binh nhất lên làm kỹ sư, kiến trúc sư chăng. Nhưng đối với chúng ta câu không bắt buộc bất cứ trình độ học vấn nào rất đáng chú ý. Nó giải thích sự kiện khi đọc thư của những người như Olivier de Pimanel, Barisi, Chenot, Vanier do các đia siêu tầm đăng trong bài Le Français au service de Zalon, Le Correspondence, mở ngoặc thư từ, đóng ngoặc, tập san Đô Thành Hiếu Cổ, 1926, quyển 4. Ta thấy tiếng Pháp của họ đầy lỗi, viết như người mới học. Và Fure chỉ nói sau một thời gian đi biển có thể lên sĩ quan mà ông không nói rõ là bao lâu. Julien de la Gravier, đô đốc cho biết sau 6 năm phục vụ mới xin được ủy ban xét để thăng thiếu úy trong quân đội chính quy hoặc phải đợi đến tuổi 23 thay vì 25 mới có thể xin làm thuyền trưởng đi trường kỳ. Mở ngoặc Julien de la Gravier, Souvenir de un Emerald. 1872 trang 15, Tabule quyển 1, trang 244, đóng ngoặc. Xét về điều kiện 6 năm này, chỉ một mình, Sơn là có, vì ông đi biển từ tuổi 12. Nhưng Sơn có lẽ vì kém quá, không trúng các kỳ sát hạch để lên chức nên vẫn ở mức đội binh nhì. Và sau này khi phục vụ Nguyễn Ánh, ông ở chức cai đội trong 7 năm, Vanier ở chức cai đội trong 11 năm, như vậy đủ biết vấn đề trình độ rất quan trọng trong quân đội. Con số của bá đa lộc 40 người Âu trong bộ binh của Nguyễn Ánh. Một thư giám mục bá đa lộc viết không đề ngày, in trong Montheon quyển 2, trang 143 có câu sau. Trong 8 ngày nữa, vua sẽ đi đánh Quy Nhơn. Ông chỉ mang theo một nửa quân đội. Bộ binh của ông có 40 người Âu, trong đó có một người được lãnh trọng trách cai quản 600 binh. Còn thủy binh có hai chiến thuyền Tây Phương trang bị đầy đủ vũ khí. Tôi tin rằng nếu chiến dịch này thành công, ta sẽ có cơ gửi những giáo sĩ ra Phú Yên, Nha Trang, Bình Khang và Bình Thuận. Mở ngoặc Montion quyển 2, trang 143, đóng ngoặc. Phần chót lá thư được Lerny in lại, ghi thư bái đa lộc gửi Bore ngày 18 tháng 7, 1792. Mở ngoặc Lerny, lịch sử hội truyền giáo Nam Kỳ quyển 3 trang 284 đóng ngoặc. Thư này viết 8 ngày trước khi Nguyễn Ánh khởi binh đánh thị nại năm 1792. Vậy có thể Nguyễn Ánh xuất quân ngày 26 tháng 7 1792. Thực lục cho biết trong trận này, Nguyễn Văn Trương và Nguyễn Văn Thành đi thuyền Long Phi và Phượng Phi đánh thẳng vào, mở ngoặc thực lục, quyển 1 trang 287 đóng ngoặc. Tấn công chớp nhoáng trong lúc Nguyễn Nhạc đi săn vắng và thắng lớn rồi rút về gia định. Thư Bá Đa Lộc nói có hai chiến thuyền Tây Phương trang bị đầy đủ vũ khí. Nếu đối chiếu với thực lục thì chắc là hai tàu Long Phi và Phượng Phi chở hai đại tướng Nguyễn Văn Trương và Nguyễn Văn Thành. Bá Đa Lộc còn viết bộ binh của ông có 40 người Âu, trong đó có một người được lãnh trọng trách cai quản 600 binh. Ông không nói đến thủy binh. Như vậy, năm 1792, theo Bá Đa Lộc, bộ binh của Nguyễn Ánh có 40 người Âu và có một người được lãnh trọng trách cai quản 600 binh. Tuy ông không nói rõ tên nhưng chắc là Olivier de Pimanel vì thực lục việc tháng 78 1792 có ghi lấy cai đội Olivier người Tây làm vệ úy ban trực tuyển phong hậu vệ thần sách mở ngoặc thực lục quyển 1 trang 286 đóng ngoặc mà chức vệ úy thời đó có thể cai quản tới 600 quân. Tóm lại, theo bá Đa Lộc, có 40 người Âu trong bộ binh của Nguyễn Ánh năm 1792. Con số của Vanier, 14 sĩ quan và 80 binh sĩ. Trong lá thư Vanier viết từ Ori, Lorient cho Bộ trưởng Nội vụ không đề ngày có lẽ vào khoảng 1825-1826 khi ông mới trở lại Pháp, mục đích xin cho con gái 10 tuổi vào trường Hoàng gia ở Saint-Denis trong thư có câu sau đây Nhà vua quen biết 14 sĩ quan và 80 binh sĩ giúp ông lấy lại ngai vàng Mở ngoặc Documents Andre Sales, Philippe Vanier, Tập San, Đô Thành Hiếu Cổ 1935, Quyển 2 Tài liệu số 54, trang 143, đóng ngoặc Trong thư Vanier cũng cho biết ông được nhận chức quan võ hàng bát phẩm Như vậy rất phù hợp với văn bằng vua cho ông chức cai đội Trấn Thanh Hầu. Khi nói đến con số 14 sĩ quan mà nhà vua quen biết, có thể Vanier nhớ đến con số 14 người được nhận chức cai đội trước và sau ông cùng làm việc với ông. Trong số đó, Louvre thu thập được cả thầy 7 văn bằng và ba chỉ dụ sai phái, tổng cộng là 10. Chúng ta thử kiểm lại con số của Vanier. Văn bằng do Louvre tìm thấy gồm có Dayot Philippe Vanier Julian Girard de Ile Theodore Lebron, Jean-Marie Despion, Louis Guillaume, Guilox, chỉ dụ sai phái, Barisi, Januario Phượng, mở ngoặc người bồ đóng ngoặc, và Gibson, mở ngoặc người Anh đóng ngoặc. Ngoài ra còn có những người như Primanel đến trước, Felix Dayot đến sau, Chenot đến sau và Defocans chưa rõ đến từ bao giờ tổng cộng đúng 14 người. Như vậy, con số 14 người do Vanier nhớ lại hơn 30 năm sau là chính xác hơn cả. Con số của Corserat, 17 người. Corserat, đại lý thương mại, là một trong những nhà nghiên cứu trung thực của Pháp đã đúc kết trong bài Notes, Biography, Celeste, Francais ou Service de Tập San, Đô Thành Hiếu Cổ, 1917, quyển 3, trang 165 đến 206, một loạt chân dung những người Pháp này. Ông dùng tư liệu của Louvre trong cuốn La Cochinchin Religious Paris 1885 của fure trong cuốn Messe Pignou de Bihane Paris 1891 và của Cadier trong bài Les Documents Relatifs l'époque de Zalong Tập san Viễn Đông Bắc Cổ số 12 1912 trang 1 đến 82 và những thư từ trong archives của hội thừa sai Paris về giai đoạn này. Cosserat liệt kê được 17 người. Manuel, Mạn Hòe, Jean hay Jean, Etienne Malespin, Dominique Despelès, Magon de Medin, Emmanuel Tadive Guillaume Guillaume, Julian Girard de ESL, Theodore Lebrun, Alexis de Olivier de Pimanel, Jean-Marie Dispel, Jean-Marie Dayot, Félix Dayot, Laurent Barissi, de Faucant, Philippe Vanier, Jean-Baptiste Chenot. Trong 17 người này, có 4 người thuộc tàu Pandor là Etienne Malespin, tình nguyện binh ba, Dominic Desperles, bác sĩ giải phẫu, Magon de Medin, đại úy, mở ngoặc, sĩ quan duy nhất có tên trong danh sách đào ngũ, đóng ngoặc, và Emmanuel Thadive, tình nguyện binh nhất. Cô Serrat chép lại của Fure, mở ngoặc trang 210, đóng ngoặc, và ông cho biết ông không tìm được dấu vết gì. Chúng tôi thấy nên loại cả bốn người này, vì theo Vatnier chỉ có 14 người được nhận theo diện sĩ quan mà thôi. Và cũng nên nói rõ, vì họ khai là sĩ quan, thực ra họ cũng chỉ là lính. Giám mục Bá Đa Lộc biết rõ việc này, nhưng ông lờ đi. Con số của tại Chí đại trường, 140 sĩ quan và 80 lính Pháp. Tại Chí đại trường là người phóng đại công trạng của Bá Đa Lộc và những người Pháp đến giúp Nguyễn Ánh, quá đáng hơn cả những ngòi bút thuộc địa. Ông dành trọn tiết 12 tựa đề Tiếp viện của Bá Đa Lộc mở ngoặc Lịch sử nội chiến ở Việt Nam trang 200 đến 208 đóng ngoặc để vinh thăng sự trở về của Bá Đa Lộc và để mô tả cuộc trở về phóng đại này ông Tạ viết Viên thuyền trưởng Hầu Tước de Rossili Meros cho bắn 15 phát súng luôn thể ông cũng tỏ một cử chỉ bật thiệp Tôi tưởng có bổn phận phải thêm vào cho bộ sử nhỏ bé này 2.000 quân thuốc súng để cho cậu hoàng tử không có dáng trở về tay không và để làm vui lòng giám mục đã tỏ vẻ ước muốn chung lắm, mở ngoặc, trích lại của Tabule. La Treaty de Versailles, quyển 13, trang 103, đóng ngoặc. Không biết hai 000 quân thuốc súng này Tabule lấy ở đâu ra, vì không thấy đâu ghi cả. Bá Đa Lộc không nói đến, Fure không đả động, cả mây bòn cũng không. Ông Tabule viết sử theo lối tiểu thuyết như vậy, hay là ông Tạ tiểu thuyết hóa lời ông Thabule thành một sự thực sống động như thế, bao gồm cả lời tuyên bố và cử chỉ bật thiệp của hầu tước de Rosely Meros. Tiếp đó, tại chí đại trường lấy lại những ngụy biện của mây bòn, mở ngoặc trang 267-268 đóng ngoặc mà chúng tôi đã nói đến trong chương 14, để chứng minh bá Đa Lộc có những nguồn tài trợ từ khi đến Ie de France, mở ngoặc tại chí đại trường trang 201-202 đóng ngoặc và còn dùng thêm một loạt chứng từ khác của Guider Imbert là những tác giả khó tin được để viết những câu chuyện như thế này. Từ năm 1779, Nguyễn Ánh đã đặt ở Côn Lôn những viên quan mang chứng minh thư của giám mục Adran giới thiệu với các thuyền trưởng Tây Phương mời họ vào bến. Và chính ở Côn Lôn tháng 9 1788, chiếc tàu Ladriat trong sứ mệnh dò tình hình Nam Hà đã thả lại Hồ Văn Nghị và 1.000 khẩu súng mua cho Nguyễn Ánh. Để đi đến kết luận, bá Đa Lộc gom góp tiền bạc khí giới lương thực chất lên các tàu ông thuê ở Ye de France và cả ở Pondicherry nữa nhờ sự giúp đỡ của các nhà buôn như ta đã biết. Mở ngoặc lịch sử nội chiến Việt Nam, trang 203 đóng ngoặc. Những điều này chúng tôi chứng minh là sai trong chương 14. Còn vụ chứng minh thư rút trong bài viết của Gaider, mở ngoặc Note History, Sir Paulo Condor Tập san Đô Thành Hiếu Cổ 1925 Quyển 2 trang 88 đóng ngoặc Thì xin vắn tắt Guider viết lại Chuyện Hồ Văn Nghị Mở ngoặc như không biết Nên gọi là một ông quan đóng ngoặc Linh mục Hồ Văn Nghị có chỉ dụ của vua Được toàn quyền cai quản Và giúp đỡ bất cứ thuyền bè ngoại quốc nào Đi qua côn đảo Hoặc nếu họ tìm đường vào Việt Nam Thì hướng dẫn cho họ Le Labouche nói về quyền của Hồ Văn Nghị như sau. Chúng tôi đi từ Côn Đảo ngày 2 tháng 3 1789 và đến Kinh Thành Gia Định ngày 5, không cần phải trốn tránh hay sửa soạn trước những gì phải trả lời. Khi đi qua đoan, một khi bị gọi lại chỉ cần bảo thuyền của Trang Nghị là xong. Mở ngoặc thư gửi Lê Tông Đan ngày 15 tháng 6 1789, Lơ Ni Quyển 3, trang 213 đóng ngoặc. Còn việc ông Nghị đem 1.000 khẩu súng về trên tàu Riyad thì chúng tôi cũng đã nói trong chương 14. Đó là súng Pháp. Vua sai ông Nghị đi mua rồi chở tàu Pháp về. Mây bòn nhận vơ là của giám mục Bá Đa Lộc mua đem về. Rồi ông Tạ còn viết qua lời thư của De Guins, viên lãnh sự Pháp ở Macau, ta thấy ông làm trung gian mua cho Nguyễn Ánh nhiều chiếc tàu. Và cũng từ ma Macau trong những tháng cuối năm 1789, tám chín chiếc tàu đi buôn ở câu chin xin cũng đã mang theo nhiều khí giới quân dụng mở ngoặc lịch sử nội chiến việt nam trang 203. đóng ngoặc tất cả đoạn dài trong trang 203 này tại chí đại trường chép theo mây bòn tabule rồi vì do ông không hiểu rõ tiếng pháp hoặc do ông tự ý thêm thắt vào cho nên sự chép của ông đã quá sai với bản gốc ví dụ mây chỉ bảo de guins cho rằng sự thành công của Nguyễn Ánh là nhờ nhiều tàu ông ta đã mua, tại chí đại trưởng chép lại trở thành ta thấy ông de wins làm trung gian mua cho Nguyễn Ánh nhiều chiếc tàu. Vân vân. Nhưng lỗi nặng nhất ở đây là ông đã phóng đại con số những người Pháp đến giúp Nguyễn Ánh tại chí đại trường viết. Nhưng quan trọng hơn cả là việc có đám người Tây phương giúp. Ở gia định có đến 140 sĩ quan và 80 lính Pháp. Một bức thư của Bá Đa Lộc ngày 18 tháng 7 1794 nói đến 40 người Âu trong bộ binh thêm vào chừng ấy nữa trên các tàu đồng mở ngoặc dẫn bởi tabule La Guest trang 204 đóng ngoặc lịch sử nội chiến Việt Nam trang 203 không hiểu con số 140 sĩ quan Pháp tại chế đại trường lấy ở đâu trong trang 204 sách của tabule mà ông tạ dẫn không có gì về con số này về số lính Pháp đến giúp Nguyễn Ánh. Taboulet viết khá đứng đắn. Ông bác bỏ con số 369 của Fure và nhắc lại con số của Vanier, 14 sĩ quan và 80 lính. Và con số của bá Đa Lộc, 40 người Âu, rồi thêm vào câu. Có lẽ còn phải thêm vào con số 40 này cũng chừng ấy người nữa. Trên các chiến thuyền bọc đồng, mở ngoặc Taboulet quyển 1 trang 240 đóng ngoặc. Bá Đa Lộc chỉ nói, có 40 người Âu trong bộ binh Ông không nói đến sĩ quan vì ông biết họ là lính. Ông cũng không nói đến lính thủy. Mây bòn dựa vào câu Đừng quên những thủy thủ cùng đi với anh ta trong thư lola Labuse ngày 22 tháng 6 1795 để nói có thủy thủ Pháp trong quân đội Nguyễn Ánh. Việc này chưa thể kiểm chứng được. Tabule dựa vào một lá thư của giám mục Adran nói đến 40 người trong bộ binh có lẽ còn nên thêm vào chừng ấy nữa cho những tàu chiến bọc đồng. Mở ngoặc Tabule quyển 1, trang 240, đóng ngoặc. Tabule cũng chỉ gợi ý nên thêm vào 40 thủy thủ nữa trên các tàu chiến bọc đồng để cho cả thể có 80 người. Nhưng đến đại tạ trí đại trường thì có sự thổi phồng quá mức. Ông viết, nhưng quan trọng hơn cả là việc có đám người Tây Phương giúp. Ở gia định có đến 140 sĩ quan và 80 lính Pháp một bức thư của bà Đa Lộc ngày 18 tháng 7 1794 nói đến 40 người Âu trong bộ binh thêm vào trường ấy nữa trên các tàu bọc đồng. Ông chép đúng câu của Thabule nhưng bỏ tất cả những rào đón của Thabule. Ông viết như một sự thực. Sự thực của Thabule là 80 người lính Pháp còn con số 140 sĩ quan Pháp mà ông Tạ tự ý thêm vào thì không thấy chép ở đâu cả. Ông viết nhầm hay ông cố ý bịa đặt ra như thế với mục đích gì? Để chứng minh là có một đội ngũ hùng mạnh gồm 140 sĩ quan Pháp đến giúp Nguyễn Ánh tổ chức quân đội, làm tàu chiến, xây dựng thành trì, chiến thắng quân Tây Sơn như ông mường tượng ra chăng? Thực không thể nào hiểu được.